Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bài học tiếp theo trong chuỗi học ngữ pháp tiếng Anh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học về một thì nữa, đó là thì tương lai hoàn thành các bạn nhé. Và trong tiếng Anh thì tương lai hoàn thành có một cái tên, đó là Future Perfect Tense. Ok. Rồi thì bài hôm nay chúng ta sẽ có các phần. Thứ nhất là về khái niệm này, cách dùng của thì tương lai hoàn thành. Đó. Phần thứ hai chúng mình sẽ có là các công thức của thì tương lai hoàn thành. Và phần tiếp theo đó là dấu hiệu nhận biết. Phần thứ hai chúng ta sẽ có là công thức của thì tương lai hoàn thành. Và tiếp theo đó là các dấu hiệu nhận biết đó, của thì tương lai hoàn thành là gì, để chúng ta phân biệt nó ở trong đề thi. Và cuối cùng là mình sẽ áp dụng những cái phần lý thuyết vừa rồi để vào thực hành với các bài tập. Vậy thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái phần đầu tiên của bài học hôm nay, đó chính là khái niệm và cách dùng của thì tương lai hoàn thành nhé. Thì tương lai hoàn thành đó, hay còn gọi là future perfect. Future là tương lai đó, perfect là hoàn hảo, hay mình còn dịch ở trong trường hợp này đó chính là hoàn thành các bạn nhé. Đó thì nó được dùng để diễn tả hành động sẽ hoàn thành. Các bạn nhớ cho cô này, một hành động sẽ hoàn thành ở một thời điểm xác định. Đó, hoàn thành ở một thời điểm xác định. Và cái thời điểm này nó là ở trong tương lai nhé. Đó, thì các bạn cần ghi nhớ cho cô những cái keyword như vậy. Thứ nhất, đó, là một việc hoàn thành ở một thời điểm xác định, và thời điểm đó trong tương lai. Ok. Tiếp theo về cách dùng, thì khi nào chúng ta sẽ dùng thì tương lai hoàn thành đây? Đó, thứ nhất, đúng không? Thì nó sẽ dùng để diễn tả một cái sự việc mà hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai, trong khái niệm chúng đã vừa nêu rồi. Hoặc dùng để diễn tả một cái hành động hay một sự việc hoàn thành trước một hành động. Đó, trước nhá, hoàn thành trước một hành động hay một sự việc khác trong tương lai. Ok, và hành động này, sự việc hoàn thành trước thì chúng ta sẽ chia ở thì tương lai hoàn thành. Còn hành động, sự việc mà xảy ra sau thì chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại đơn. Các bạn nhớ nhé, sau này sẽ có cái phần bài liên quan đến sự hợp giữa các thì, nên là mình cần đặc biệt ghi nhớ cái phần cách sử dụng của thì tương lai hoàn thành này giúp cô, để sau này mình sẽ phân biệt nó dễ dàng hơn nhé. Vậy thì cô có ví dụ như sau này, để các bạn có thể dễ dàng hình dung. I will have finished my homework before 11 o'clock this evening. Ta thấy là 11 giờ tối nay, đúng không? Là một thời điểm ở trong tương lai, đúng không nào? Chắc chắn rồi. Bây giờ mới có ban ngày thôi, nhưng mà cái thời gian mà chúng ta đang nói đó là tối nay, 11 giờ tối nay, thì chắc chắn nó là một thời điểm trong tương lai rồi. Đó. Và thứ hai đó là việc làm bài tập về nhà. Đấy. Làm bài tập về nhà này được hoàn thành trước cái thời điểm này, chính là trước cái thời điểm 11 giờ tối nay, nên ta sử dụng thì tương lai hoàn thành nhé. Cô có một ví dụ thứ hai. When you come back, I will have typed this email. Khi bạn quay lại, tôi sẽ đánh máy xong bức điện tử này. Vậy là ở đây có hai hoạt động, đúng không nào? Hoạt động thứ nhất là hoạt động bạn quay lại, và hoạt động thứ hai đó là hoạt động đánh máy cái email. Đó. Vậy thì hoạt động đánh máy email là hoạt động hoàn thành trước, và hoạt động bạn quay lại là hoạt động hoàn thành sau. Đó. Vậy nên chúng ta sẽ chia cái hoạt động hoàn thành trước ở thì tương lai hoàn thành. Đó, chính là như này. Được chưa nào? Đó, hoạt động mà xảy ra sau đó, thì chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại đơn. Đấy, đây nhá, các bạn chú ý nè. Câu tiếp theo này, ví dụ tiếp theo. I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. Có nghĩa là bữa ăn sẽ sẵn sàng trước khi bạn đến vào ngày mai. Rồi, ở đây có hai, cũng có hai cái hoạt động, đó là hoạt động hoàn thành, tức là sẵn làm cho cái bữa ăn nó sẵn sàng. Đó. Hoạt động thứ hai đó là hoạt động mà bạn đến. Đó. Thì hoạt động bạn đến là hoạt động xảy ra sau, đúng không nào? Và hoạt động mà làm cái bữa ăn, nấu bữa ăn ấy, thì nó xảy ra trước, nên chúng ta sẽ chia ở thì tương lai hoàn thành. Đây. Đó. Và hoạt động xảy ra sau thì chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại đơn. Được chưa nào? Rồi, vậy là đấy là cách sử dụng nhá. Thì mình chốt lại như sau này, là cách sử dụng của thì tương lai hoàn thành, đó là diễn tả một hoạt động
hoàn thành trước một thời điểm ở trong tương lai, hoặc là hoàn thành trước một hoạt động khác trong tương lai. Đó. Vậy đấy là cách dùng của thì tương lai hoàn thành. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần thứ hai, đó là về công thức của thì tương lai hoàn thành. Đây cũng là một phần vô cùng quan trọng, bởi vì chúng ta cần phải nhớ cách chia động từ như thế nào thì mình mới biết chọn đáp án là như thế nào, đúng không nào? Đó. Vậy thì cũng tương tự như bất kỳ một thì nào trong tiếng Anh, chúng ta cũng xét ba thể của nó, đó là thể khẳng định, phủ định và nghi vấn. Chúng ta cùng xét trước thể khẳng định. Đó, thể khẳng định thì mình sẽ có chủ ngữ. Ok. Và cái dấu hiệu của cái cấu trúc, cái trợ động từ dùng cho tương lai đó chính là will và have cộng verb phân từ 2. Thì đây chính là một trong những cái cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành, đúng không nào? Thì nghe cái tên đó là thì tương lai hoàn thành thì chúng ta biết là nó phải có cái cấu trúc của tương lai và nó phải có cấu trúc của một thì hoàn thành. Đó, mà hoàn thành thì phải có dạng là have cộng verb phân từ 2, đúng không nào? Vậy thì kết hợp lại chúng ta sẽ có là will have cộng verb phân từ 2. Đó, đây chính là tương lai và đây chính là hoàn thành. Đó, nhá. Cô có ví dụ này. I will have finished my report by the end of this month. Tôi sẽ hoàn thành bài báo cáo của tôi vào cuối tháng này. Vậy chúng ta có là cái thời gian ở đây chính là trước tháng này, đúng không? Trước cuối tháng này. Đó. Vậy thì đây là một cái thời điểm ở trong tương lai. Và đây thì chúng ta sẽ chia động từ ở thì tương lai hoàn thành. Đó, chúng ta có will. Will đây, đúng không nào? Chúng ta có have đây. Và verb của chúng ta đây là verb phân từ 2. Đó. Verb phân từ 2 này thì các bạn nhớ nhá, nó sẽ có hai cách chia này. Nó có hai cách viết này. Một là thêm ed. Hai đó là nó là động từ ở cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Đó. Đây hay còn gọi cách khác, nó là trường hợp viết của động từ có quy tắc, còn đây là bất quy tắc. Bất quy tắc thì không còn cách nào khác là chúng ta sẽ phải ghi nhớ ở trong cái bảng 360 động từ bất quy tắc nhé. Cô lấy ví dụ này. Ví dụ như từ finish là một động từ có quy tắc, đúng không? Chữ viết thường của nó thì nguyên thể của nó sẽ là như này, finish, right? Thì khi mà chúng ta chia ở dạng quá khứ phân từ của nó thì sẽ thêm ed vào thì sẽ thành là finished. Đó. Tuy nhiên nếu như nó là một động từ ở cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc, tức là nó là một động từ bất quy tắc, ví dụ như là từ go nhé, đó là dạng nguyên thể này, đúng không? Chuyển sang phân từ 2 thì nó phải là gone. Đấy, được chưa nào? Ok. Vậy thì cái này các bạn cần phải lưu ý. Và cái đặc điểm duy nhất mà các bạn phải lưu ý trong cái phần cấu trúc này đó chính là cái động từ này. Đó, là mình phải xem là động từ này là có quy tắc hay bất quy tắc. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo chúng ta cùng sang với thể phủ định. Đó, từ thể khẳng định chúng ta có thể suy luận ra thể phủ định. Bởi vì thể phủ định có một cái đặc trưng, đó là nó sẽ thêm not vào sau trợ động từ. Đó, trợ động từ ở đây của chúng ta đó chính là từ will. Nên chúng ta sẽ thêm not ở đằng sau will là xong nhé. Thì mình sẽ có cấu trúc đó là chủ ngữ này, cộng với will này, cộng với not này, và cộng với have, cộng với phân từ 2. Vẫn là cấu trúc đấy, không mất đi một cái gì cả, chỉ có thêm mỗi not vào sau will thôi. Đó, thì trong cái cấu trúc này cũng có một cái lưu ý, đó chính là nếu will mà có not ấy, thì mình có thể đọc thẳng là I will not chẳng hạn. Nhưng mà có một cái cách đọc tắt hơn, đó chính là won't. Đó, thì will not sẽ được viết tắt là như này, và nó được đọc tắt đó chính là won't các bạn nhé. Cô có ví dụ như sau. I will not have stopped my work before you come tomorrow. Mình sẽ vẫn chưa làm xong việc khi bạn đến ngày mai đâu. Đó, chưa xong đúng không nào? Vẫn sẽ chưa xong đâu. Ok, thì chúng ta sẽ, đây là một câu phủ định, thì chúng ta sẽ thêm not đứng ở đằng sau will nhé. Alright. Về cơ bản thì cấu trúc của thì này khá là dễ. Tiếp theo là câu nghi vấn. Nó vẫn áp dụng theo cái quy tắc, đó chính là đảo trợ động từ lên đầu. Trợ động từ ở đây đó chính là will, thì chúng ta sẽ đảo lên trước chủ ngữ. Chúng ta sẽ dựa vào câu khẳng định nhé. Dựa vào cấu trúc câu khẳng định đó, chúng ta sẽ đổi trợ động từ lên trên này, thì mình sẽ có cấu trúc của câu nghi vấn thôi. Đó, vậy là vẫn dựa vào cái cấu trúc của câu khẳng định mà chúng ta có thể suy luận ra câu phủ định và câu nghi vấn. Nên là khi học thì mình chỉ cần thuộc cái này thôi. Còn lại hai cái thể còn lại thì mình sẽ suy luận giúp cô nhé. Và
cái cấu trúc trả lời cho câu hỏi nghi vấn. Đó, thì mình sẽ có là yes này cộng chủ ngữ này cộng với will, hoặc là no chủ ngữ cộng will not thì sẽ được viết tắt là won't, đúng không nào? Đó, ví dụ nhá, chúng ta có một câu là will you have gone out by 7 p.m. tomorrow? Và lúc 7 giờ tối mai bạn đi ra ngoài rồi đúng không? Câu trả lời này, một là nếu như có thì là yes I will, chủ ngữ cộng với will. Còn không thì sẽ là no, I won't. Yeah, vậy là chúng ta sẽ có, đấy là cái cấu trúc của thể của câu nghi vấn. Đó. Và cách trả lời của câu nghi vấn. Được chưa nào? Tiếp theo mình cùng chuyển sang cái dấu hiệu nhận biết, là một trong những phần quan trọng nhất, gần như là quan trọng nhất của hầu như tất cả các thể. Đó, thì bởi vì dựa vào phần này chúng ta sẽ phân biệt nó với những thể khác mà. Thì cái dấu hiệu của thì tương lai hoàn thành thì nó sẽ có các đặc trưng như sau này. Thứ nhất là nó có by cộng với thời gian trong tương lai nha các bạn. By cộng với thời gian trong tương lai như thế nào? Đó, ví dụ by này với thời gian trong tương lai đó là tomorrow, đúng không? Có nghĩa là trước ngày mai. Đó. By cộng với next month. Đó. By next month, trước tháng sau. By 10 p.m. trước 10 giờ. Đấy. Ví dụ như là bây giờ là 9 giờ đi, mình bảo là by 10 p.m. đó, thì nó cũng là một thời điểm trong tương lai. Tiếp theo là chúng ta có by the end of cộng với thời gian trong tương lai. Thực ra nó chỉ khác với bên trên một xíu thôi, đó là mình có thêm the end of đó. Ví dụ như là by the end of this week, trước cuối tuần này đó, trước cuối tháng này, hoặc là trước cuối năm nay. Ok, by the end of this week, this month, hoặc là year. Đó, thì đầu tiên chúng ta có by cộng thời gian, hoặc là by the end of cộng với thời gian trong tương lai. Hoặc có một từ nữa, đó là by the time, đúng không? Ví dụ như là by the time you arrive, thì thường sau by the time chúng ta có thể dùng một mệnh đề nhé. Đó, với mệnh đề ở đây đó chính là you này, cộng với động từ đó là arrive. Hoặc chúng ta còn một cái trường hợp nữa, đó là có từ before, đó, trước khi đúng không nào? Và trước khi một cái thời gian trong tương lai, ví dụ như là before 10 a.m. tomorrow. Ví dụ này, chúng ta có là by the end of this month, I will have taken an English course. Đây, câu này sẽ có nghĩa là trước cuối tháng này, by the end of this month, trước cuối tháng này, tôi sẽ hoàn thành một cái khóa học tiếng Anh. Tôi sẽ tham gia một cái khóa học tiếng Anh. Thì đây nó là một cái dùng để diễn tả một cái hành động hay một sự việc mà hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai. Đó, và thời điểm trong tương lai ở đây chính là cuối tháng này. Phần thứ hai này thì chúng ta đã vừa học về cách sử dụng ở phần trước rồi, nên là mình sẽ không học lại nữa các bạn nhé, mà mình sẽ chuyển sang cho cô phần thực hành luôn. Thì ở đây cô có tổng cộng là 8 câu cần chia động từ. Đó, thì chúng mình hãy cùng nhau lần lượt xử lý cả 8 câu này nhé. Đầu tiên thì chúng ta cùng đi xem là các câu này đã sử dụng các dấu hiệu về thời gian là gì nhé. Đó, với câu số 1 thì mình thấy có là by the time này, đúng không? By the time cộng với you arrived, đó, là trước khi bạn đến. Đó, by the time cộng với một mệnh đề phía đằng sau. Rồi, tiếp theo đó là by this time tomorrow. Đấy, trước cái lúc này vào ngày mai. Alright, vẫn là có by và cộng với một thời gian trong tương lai. Với câu số 3 thì mình có là by, cũng là by the time đúng không? By the time khá nhiều. Tiếp này, đây là by cộng với năm trong tương lai, 2025. Đó. Tiếp lại là by the time. Câu số 6 thì lại là by the time. Câu số 7 là by cộng với thời gian trong tương lai. Và câu số 8 là cũng là by the time. Ok, đó, thì chúng ta có thể thấy là đây là một cái dấu hiệu điển hình đó, trong thì tương lai hoàn thành đó. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý nhé, sau by the time thì chúng ta sẽ phải là một thì hiện tại đơn nhé. Thì đó mới là dấu hiệu của thì tương lai hoàn thành nhé. Tương tự như vậy, đây, by the time với thì hiện tại đơn đó. By the time we come
Tức là phải là by the time cộng với thì hiện tại đơn phía đằng sau thì mới là thì tương lai hoàn thành nhá. Các bạn lưu ý cho cô chỗ này. Bởi vì sau này sẽ có một cái thì mà nó cũng dùng by the time, nhưng mà nó không phải chia thì tương lai hoàn thành. Đấy, nên các bạn cần lưu ý. Tương tự như vậy câu số 8 cũng là by the time you come. Rồi, bây giờ thì chúng mình cùng quay trở lại để xử lý các cái câu này. Ok, cô sẽ để lại cho các bạn cái cấu trúc ở đây để chúng ta xem trước này. Đó, thì mình thấy đây là câu khẳng định đúng không? Thì chúng ta nhìn vào cấu trúc câu khẳng định nhá. Sẽ là chủ ngữ, chủ ngữ ở đây của chúng ta đó là ai rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có là will. Rồi và sau will sẽ là have. Rồi và động từ này, verb phần thứ hai. Ok, để cô gợi ý cho các bạn luôn nhá. Từ rise này là một từ bất quy tắc. Và nó sẽ có các cái dạng biến hình từ thì từ hiện tại sang quá khứ hoàn thành như sau này. Write. Đó, quá khứ của nó là wrote. Và quá khứ phân từ 2, quá khứ phân từ của nó hay còn gọi là phân từ 2 sẽ là written. Đấy. Thì với thì tương lai hoàn thành thì mình sẽ dùng cái từ thứ 3 nha. Đó chính là từ written. Đấy chứ nào. Thì mình sẽ dùng là I will have written. Đó. I will have written the essay. Ok. Đấy nhá. Vậy thì cái khó duy nhất của thì tương lai hoàn thành đó là chúng ta sẽ phải ghi nhớ xem đâu là động từ có quy tắc và đâu là động từ bất quy tắc. Với câu số 2, động từ người ta sử dụng đó là visit. Đó. Thì cô gợi ý cho các bạn luôn, đây là một từ có quy tắc. Có quy tắc nhá. Đó, có quy tắc thì sao nhỉ? Mình sẽ thêm đuôi ed. Được chưa nào? Rồi, theo cấu trúc thì đây vẫn là câu khẳng định nhá. Thì chúng ta có chủ ngữ đó chính là they rồi này. Rồi, chúng ta có chủ ngữ là they rồi này. Tiếp theo đó chính là will. Rồi, sau will sẽ là have. Đó, vẫn theo cấu trúc làm thôi. Verb phần thứ hai đúng không? Thì chúng ta phân tích rồi, đây là được có quy tắc thì mình sẽ thêm đuôi ed thôi và mình sẽ có là visited. Yes. Được chưa nào? Khá là easy đúng không? Rồi, tiếp tục với câu số 3 nha. Câu số 3 vẫn là một câu khẳng định đúng không nào? Đó, và động từ người ta cho ở đây đó chính là động từ take. Ok. Cô sẽ để gần với cái cấu trúc để các bạn có thể nhìn này. Động từ người ta cho ở đây đó là to take. Ok. Rồi, chủ ngữ đó là the plane. Alright. Ở đây nhá, với thì tương lai hoàn thành thì mình không cần quan tâm là chủ ngữ số ít số nhiều đâu. Bởi vì chủ ngữ số ít hay số nhiều thì công thức của nó cũng vẫn giữ nguyên như vậy. Đó. Rồi, tiếp theo đến thành phần đó là will. Đó, will nha. Rồi kế đến là have. Alright. Rồi, take nha, là một động từ có quy tắc và nó sẽ biến hình như sau này. Take biến đổi như sau nhá. Take này, quá khứ là took và ở dạng phân từ 2 đó chính là taken. Ok. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ dùng cái từ thứ 3 này để chia vào đây nhá. Thì mình sẽ có là will have taken. Đó. Rồi, câu sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Trước khi mà anh ta định, đúng không? Intend to do something là định làm gì đó. Định đi đến sân bay thì cái máy bay này đã đến cái lúc mà anh ta đến này thì cái máy bay này đã cất cánh rồi. Take off là cất cánh. Đó, thì mình có thể check note lại cho cô một cái cụm đó là take off nhé. Đối với máy bay thì sẽ là cất cánh. Ok. Tiếp theo với câu số 4 thì cũng tiếp tục là một thể khẳng định, nhưng bây giờ cô sẽ không để các bạn xem cấu trúc nữa mà các bạn hãy nhớ lại và tự chia câu này xem nhá. Rồi, chúng ta có chủ ngữ là many people. Alright. Tiếp theo là gì nhỉ? Đó, chúng ta sẽ có là will. Yes. Rồi, sau đấy sẽ là have. Alright. Và lose ở đây là một động từ bất quy tắc nhá. Bất quy tắc thì nó có cái quy trình biến đổi như sau này. Thứ nhất đó là lose là ở dạng nguyên thể, sang quá khứ là lost. Đó, và sang quá khứ phân từ, tức là phân từ 2 đó, thì nó cũng có dạng là lost luôn. Đấy. Rồi thì ở đây mình sẽ dùng từ thứ 3, đó chính là từ lost. Trước năm 2025,
Đó, rất nhiều người sẽ lost cái công việc của họ. Đó, lose their job là mất việc. Ok. Rồi, tiếp tục với câu số 5 này. Cũng vẫn là một câu khẳng định, đúng không nào? Đó, với chủ ngữ là go nhá. Thì trước đây cô đã phân tích cho các bạn rồi là go này. Là bất quy tắc, đúng không? Thì mình sẽ dùng, nó sẽ có cái quy trình biến đổi, nó là go này. Quá khứ là went, nhưng mà từ chúng ta cần phải là gone. Alright, đây chính là từ mà mình sẽ dùng. Thì bây giờ mình sẽ chia vào cấu trúc này. I là chủ ngữ, tiếp đến vẫn phải theo cấu trúc là will, sau will là have. Đó. Và cuối cùng là cái động từ này, chính là gone. Rồi, câu có nghĩa là tôi biết là trước khi mà họ đến, đó, trước khi mà họ đến ở nhà của tôi vào tối nay, thì tôi sẽ đi ra ngoài, đi bộ rồi. Go out for a walk là ra ngoài đi bộ. Đó. Rồi, câu số 6 này. Câu số 6 thì chúng ta có từ finish. Đó, finish thì vừa nãy chúng ta vừa làm rồi, nó là có quy tắc, đúng không nào? Thì khi mà chuyển sang phần từ 2 thì mình sẽ thêm vừa ed thôi. Đó. Yes, thì mình chia cấu trúc nhá. They là chủ ngữ rồi này. Tiếp theo đến will. Ok. Sau will là have. Và cuối cùng là từ finished. Alright. Rồi, câu có nghĩa là tôi hy vọng rằng họ này sẽ hoàn thành cái tòa nhà, hoàn thành cái việc xây dựng cái con đường trước khi mà chúng tôi quay trở lại vào mùa hè tới. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục với câu số 7 nhé. Câu số 7 thì có the number of school in our country nhé. Thì chủ ngữ đây của chúng ta phải là cả cụm này. Đó, the number of schools in our country. Rồi, cấu trúc là gì đây nhỉ? Will, đúng không? Yes, sau đó là have. Doubled là một động từ có quy tắc nhé. Mà nó đã có sẵn e rồi nên là mình chỉ thêm d thôi. Chúng ta không thêm cả ed nữa nhé. Có e rồi, thêm d thôi. Rồi, thì mình sẽ có là doubled. Đó, doubled. Ý, thêm d vào. Rồi, câu có nghĩa là trước năm 2025 thì số lượng này, số lượng trường học ở trong nước sẽ được double, nghĩa được gấp đôi lên. Đó. Tăng gấp đôi đấy. Rồi, và câu cuối cùng này. Mình có this machine. Work là một động từ có quy tắc nhá. Đó, thế nên là chúng ta sẽ thêm ed thôi. Thì vẫn theo cấu trúc là mình sẽ phải có will này. Sau đó là có have này. Đó. Work là động từ có quy tắc nên là mình sẽ chỉ thêm ed thôi. Và câu này sẽ có nghĩa là these machines, những chiếc máy này, đó, thì sẽ hoạt động, sẽ hoạt động này, sẽ làm việc này rất là tốt trước khi mà bạn quay trở lại vào tháng sau. By the time trước khi. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài hôm nay về thì tương lai hoàn thành. Đây là một thì khá là dễ. Và những điều mà chúng ta cần lưu ý cho cô với bài học này, thứ nhất là về cách sử dụng. Đó, cách sử dụng của thì tương lai hoàn thành đó là dùng để diễn tả một cái hoạt động hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai hoặc trước một hoạt động khác trong tương lai. Đó, và điều lưu ý thứ hai đó là về cái cấu trúc của thì tương lai hoàn thành. Đó, cấu trúc của thì tương lai hoàn thành thì mình sẽ nhớ ba thể. Đó, thể khẳng định, phủ định và nghi vấn. Trong đấy thì mình chỉ cần tập trung nhớ cho cô cái cấu trúc của thể khẳng định thôi. Bởi vì từ cái thể này chúng ta có thể suy luận ra các thể còn lại. Đó, ví dụ như là câu phủ định thì mình chỉ cần thêm not sau will. Hoặc câu nghi vấn thì mình chỉ cần đổi will lên trước chủ ngữ là thành cấu trúc rồi. Đó. Và một phần nữa đó là các dấu hiệu nhận biết của thì tương lai hoàn thành. Đó. Thì mình sẽ có các dấu hiệu như sau. Thứ nhất là by cộng với thời gian trong tương lai này. By cộng với by the end này, cộng với thời gian trong tương lai. Đó. Và tiếp theo đó là by the time. Đó. Và tiếp theo là by the time.
Ok, và các bạn nhớ nhá, by the time thì sau nó phải cộng với một thì hiện tại đơn nhá. Phải là hiện tại đơn thì trước đó chúng ta mới dùng thì tương lai hoàn thành nhá. Hoặc một cái dấu hiệu nữa đó là before cộng với thời gian trong tương lai. Alright. Rồi, và đó là tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải ghi nhớ đối với thì tương lai hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài giảng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Mr. TOEIC, đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.